Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giái Hơi Hàng Ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giái Hơi Hàng Ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giá Heo Hơi ngày 14 tháng 1 năm 2023. Quý vị và các bạn thân mến, công ty cổ phần chăn nuôi CP đã bỏ mức chiết khấu giá heo thịt bán ra và điều này được giới kinh doanh xem như một hình thức tăng giá. Giá heo hơi trên thị trường theo đó cũng có xu hướng tăng nhẹ ở nhiều địa phương, nhất là các tỉnh ở khu vực phía Bắc. Trong ngày hôm nay ghi nhận, ở thị trường miền Bắc phổ biến trong khoảng từ 50 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Mức giá 54.000 đồng trên 1 kg cũng xuất hiện nhiều hơn ở các địa phương. Và đặc biệt công ty cổ phần chăn nuôi CP miền Bắc trong ngày hôm nay đã bỏ chiết khấu heo thịt bán ra. Giá heo hơi của doanh nghiệp đang ở mức 57.500 đồng trên 1 kg. Mức chênh lệch với giá heo nuôi ở trong dân đã khiến cho giá heo hơi tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trong ngày hôm nay có xu hướng tăng. Tuy nhiên giá heo tăng này chủ yếu do nhu cầu tiêu dùng phục vụ chế biến thực phẩm vào dịp Tết có xu hướng tăng. Nên hầu hết các đầu mối nhận định đợt tăng sẽ không kéo dài, có thể sẽ qua Tết Nguyên đán sau đó sẽ dừng lại. Theo ghi nhận ở các tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng Bắc Bộ trong ngày hôm nay, mức giá 50 cho đến 54.000 đồng phổ biến nhiều hơn, đặc biệt các địa phương Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Hà Nam hay trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhiều nơi báo giá 53.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở khu vực Trung Du và miền núi trong ngày hôm nay giữ nguyên với mức giá 49 cho đến 53.000 đồng, đặc biệt là khu vực Thái Nguyên, Vĩnh Phúc và tỉnh Phú Thọ. Theo các chuyên gia trong ngành, những năm gần đây, thị trường heo chỉ tăng mạnh vào những ngày cận Tết. Năm nay, ngoài nguồn cung thịt heo dồi dào nên giá thấp, thì gần đây có nhiều thông tin tiêu cực liên quan đến ngành chăn nuôi như dịch bệnh, chất cấm trong chăn nuôi, khiến cho đầu ra ngày càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Ngay như một số địa phương ở khu vực vùng cao như Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, hay đối với Lào Cai, Yên Bái trong ngày hôm nay, phổ biến trong khoảng từ 50 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg tùy thuộc vào từng địa phương và tùy thuộc vào chất lượng của heo. Là doanh nghiệp có quy mô chăn nuôi heo lớn ở cả nước, ông Lê Xuân Huy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam cũng nhận định giá heo trong thời gian qua có xu hướng giảm và chỉ dao động trên dưới 50.000 đồng trên 1 kg, khiến cho lợi nhuận của các doanh nghiệp chăn nuôi không đáng kể và buộc phải cân đối cũng như chắt chặt chi phí sao cho hợp lý. Lý giải thêm về việc giá heo hơi ở mức thấp, ông Huy cho rằng nguồn cung trên thị trường hiện nay đang tăng, đặc biệt so với mọi năm, thị trường xuất hiện thêm nhiều doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực này, khiến cho tổng đàn heo trên thị trường tăng mạnh trong 5 năm qua. Còn theo ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai cũng cho biết, theo số liệu thống kê, tổng đàn heo cả nước đã đạt gần 31,5 triệu con, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, do đó nguồn cung trên thị trường hiện nay khá dồi dào. Song song với đó, tại thị trường tiêu thụ của Trung Quốc, giá heo hơi cũng đang ở mức thấp, cũng chỉ trên 50.000 đồng trên 1 kg, nhìn hơn Việt Nam một chút, chính vì vậy mà cũng không tác động nhiều đến giá heo hơi ở trong nước. Bên cạnh đó, trong ngày hôm nay, công ty cổ phần chăn nuôi CP miền Nam áp dụng chiết khấu 1,5.000 đồng trên 1 kg heo thịt bán ra, khiến cho nguồn cung heo ra thị trường trong ngày hôm nay tăng khá mạnh. Giá heo sỉ theo đó lại có xu hướng giảm nhẹ. Giá heo hơi vẫn ở trong khoảng từ 50 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg, nhưng số trang trại bán được mức giá 54.000 đồng trên 1 kg khá ít. Theo ghi nhận, một số địa phương ở khu miền Đông Nam Bộ như thành phố Hồ Chí Minh hay là đối với tỉnh Đồng Nai, mức giá 51 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg phổ biến nhiều hơn. Trong khi đó, nhiều địa phương ở thị trường miền Tây Nam Bộ trong ngày hôm nay cũng chỉ phổ biến trong khoảng 50 cho đến 53.000 đồng, đặc biệt là khu Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu hay là đối với khu Long An và Tiền Giang. Các tỉnh ở khu Tây Nguyên vẫn giữ giá với bình quân từ 49 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Đặc biệt khu vực Gia Lai, Kon Tum và Đắk Lắk đang phổ biến trong khoảng giá như vậy. Thị trường heo hơi ở khu miền Trung không có xu hướng tăng thêm, mức bình quân toàn vùng trong ngày hôm nay dao động từ 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg.
thuộc Thanh Hóa, Nghệ An hay là đối với tỉnh Hà Tĩnh cũng đang dao động trong khoảng giá như vậy. Đặc biệt, đối với thị trường miền Nam Trung Bộ trong ngày hôm nay có ghi nhận mức giá 54.000 đồng ở một số địa phương như Quảng Nam hay là đối với Đà Nẵng. Các địa phương khác chỉ phổ biến trong khoảng 49 cho đến 53.000 đồng trên 1kg mà thôi. Và chi tiết hơn theo ghi nhận, giá heo hơi trong ngày hôm nay ở các địa phương được cập nhật mới nhất trên phạm vi cả nước như sau. Trước hết đó là đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay vẫn chưa có sự biến động nhiều. Một số địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội như khu vực Đan Phượng, Phúc Thọ hay là đối với Ba Vì có mức giá bình quân từ 50 cho đến 53.000 đồng trên 1kg. Hà Nam với mức giá 50 cho đến 53.000 đồng. Khu vực Hải Phòng trong ngày hôm nay có mức giá 51 cho đến 53.000 đồng trên 1kg. Hưng Yên trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng từ 50 cho đến 54.000 đồng. Một số hộ chăn nuôi báo giá ở khu Tiên Lữ của tỉnh Hưng Yên trong ngày hôm nay cao nhất đạt 53.000 đồng trên 1kg. Thái Bình có mức giá bình quân từ 50 cho đến 54.000 đồng. Khu vực Hải Dương trong ngày hôm nay cũng có mức giá tương tự 50 cho đến 54.000 đồng trên 1kg. Quảng Ninh phổ biến mức giá 50 cho đến 54.000 đồng. Nam Định có mức giá 51 cho đến 53.000 đồng. Ninh Bình trong ngày hôm nay cũng chưa có sự biến động về giá, phổ biến trong khoảng từ 50 cho đến 53.000 đồng trên 1kg. Trong khi đó, đối với tỉnh Bắc Ninh có mức giá bình quân 51 cho đến 53.000 đồng. Một số địa phương ở khu vực Trung Du và miền núi có đàn heo lớn như khu vực Thái Nguyên 50 cho đến 53.000 đồng. Vĩnh Phúc và Phú Thọ trong ngày hôm nay đồng loạt báo giá từ 49 cho đến 53.000 đồng trên 1kg. Bắc Giang cũng có mức giá tương tự khi địa phương này báo giá 49 cho đến 53.000 đồng. Đặc biệt, một số hộ chăn nuôi báo giá huyện Lục Nam của tỉnh Bắc Giang trong ngày hôm nay cao nhất đạt 52 cho đến 53.000 đồng. Khu vực Lạng Sơn có mức giá 50 cho đến 52.000 đồng trên 1kg, Cao Bằng 49 cho đến 53.000 đồng. Đối với tỉnh Tuyên Quang trong ngày hôm nay, đa phần các hộ chăn nuôi báo giá 48 cho đến 52.000 đồng. Hà Giang phổ biến mức giá 49 cho đến 53.000 đồng trên 1kg. Bắc Cạn trong ngày hôm nay cũng không có sự biến động với mức giá 50 cho đến 52.000 đồng. Khu vực Lào Cai phổ biến mức giá 50 cho đến 53.000 đồng trên 1kg. Yên Bái 49 cho đến 54.000 đồng. Sơn La trong ngày hôm nay phổ biến 50 cho đến 54.000 đồng trên 1kg. Điện Biên có mức giá bình quân từ 52 cho đến 54.000 đồng. Còn đối với tỉnh Hòa Bình trong ngày hôm nay phổ biến 49 cho đến 53.000 đồng trên 1kg. Còn đối với các tỉnh ở thị trường miền Nam như thành phố Hồ Chí Minh có mức giá 51 cho đến 53.000 đồng. Đồng Nai cũng chỉ phổ biến trong khoảng từ 50 cho đến 53.000 đồng trên 1kg. Bà Rịa Vũng Tàu 51 cho đến 53.000 đồng. Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh phổ biến 50 cho đến 53.000 đồng trên 1kg. Các tỉnh ở thị trường miền Tây theo ghi nhận tại tỉnh Bến Tre có mức giá 49 cho đến 53.000 đồng. Tiền Giang 50 cho đến 53.000 đồng trên 1kg. Trà Vinh 49 cho đến 52.000 đồng. Khu vực Bạc Liêu và Sóc Trăng trong ngày hôm nay chỉ có mức giá 48 cho đến 52.000 đồng trên 1kg. Long An với mức giá 50 cho đến 53.000 đồng. Cà Mau và Kiên Giang cũng dao động 50 cho đến 53.000 đồng trên 1kg. Trong khi đó, khu vực An Giang, Cần Thơ và Đồng Tháp có mức giá nhỉnh hơn 51 cho đến 54.000 đồng. Các tỉnh ở thị trường miền Trung theo ghi nhận Thanh Hóa và Nghệ An có mức giá bình quân từ 50 cho đến 53.000 đồng. Bán nhỏ lẻ cho lái mổ địa phương ở khu vực này đã xuất hiện mức giá 54.000 đồng trên 1kg. Hà Tĩnh phổ biến trong khoảng 49 cho đến 53.000 đồng. Khu vực Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế trong ngày hôm nay phổ biến 50 cho đến 52.000 đồng. Đà Nẵng có mức giá bình quân 53.000 đồng. Khu Quảng Nam trong ngày hôm nay có xu hướng tăng nhẹ, nhiều nơi báo giá 52 cho đến 55.000 đồng trên 1kg. Quảng Ngãi phổ biến mức giá 50 cho đến 54.000 đồng. Phú Yên có mức giá bình quân 52 cho đến 53.000 đồng trên 1kg. Khu Bình Định có mức giá 49 cho đến 52.000 đồng. Đây là khu vực đang duy trì mức giá thấp trong thời gian dài. Khánh Hòa 51 cho đến 53.000 đồng. Khu vực Ninh Thuận và Bình Thuận phổ biến mức giá 50 cho đến 53.000 đồng trên 1kg. Các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên theo ghi nhận Gia Lai 48 cho đến 52.000 đồng. Kon Tum phổ biến mức giá 48 cho đến 53.000 đồng trên 1kg. Đắk Lắk
Đắk Nông và tỉnh Lâm Đồng phổ biến 50 cho đến 53.000 đồng. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật giá heo trong những ngày Tết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chúng tôi.